À, chúng ta cùng phân tích đề bài này à, đề bài cho 5,52 gam hỗn hợp X gồm có FeS2, FeS, Cu2S, MgS và ZnS tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thì chỉ thu được dung dịch Y chứa M gam muối sunfat và 5,6 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn à, thêm từ từ BaH lần vào trong dung dịch Y trong điều kiện không có oxy thì lượng kết tủa lớn nhất tạo ra là 22,29 gam giá trị của M bằng bao nhiêu M này là cái gì? M này là khối lượng của muối sunfat các bạn nhé. Thế vậy đối với bài tập này thì chúng ta sẽ sơ đồ hóa bài toán như sau này, hỗn hợp x đây. Mình sẽ có đây là hỗn hợp x. Hỗn hợp x đây thì gồm có rất nhiều chất nhưng anh này tất cả muối ở đây đều là muối sunfua các bạn nhé. Thế vậy đây thì nếu mà đôi 45 chất mà mình đặt là ẩn ABCDE thì nghe chừng không ổn. Thế vậy thầy sẽ bóc ra nhé, bóc phần kim loại riêng và phần lưu huỳnh riêng. Thì phần kim loại đây, phần kim loại đây thì có người anh em là sắt này, sắt này, anh đồng này, anh đồng này, anh magie này, anh magie này. này, đó và anh kẽm đây, đó bốn anh này, đó. bóc riêng này và cái phần lưu hình thể đại riêng đây như này ok thế vậy thì ở đây thì thầy tí ghi tạm nhé và thôi rồi tí tính tí sau vậy anh này người ta làm gì người ta cho tác dụng với h24 đặc anh này đề bài cho tác dụng với h2 so4 đặc đặc này thì sẽ thu được ở đây là gì thu được đây là khí là khí so2 khí so2 đi đầu bài cho số mol là 0, và anh này là 5,6 lít tương đương với số mol là 0,25 mol nhé 0,25 mol à, tiếp theo này ở đây sẽ sinh ra là gì à, muối sunfua mà tác dụng với H2SO4 thì sẽ sinh ra là cả anh nước và anh muối nữa đây, nước và phần muối nữa à, muối đây sẽ là muối phát và muối phát này chính là dung dịch y này dung dịch y đó Thế dung dịch y này thì chứa những muối gì thì sắt đây nó sẽ à, tạo ra là có thể là muối sắt 2, sắt 3 đúng không anh muối đây sắt 2, sắt 2 cộng và cũng có thể là sắt 3 cộng này đó anh magie đây thì chắc chắn thôi nó sẽ biến thành mg 2 cộng anh kẽm đây sẽ biến thành là kẽm hai cộng và lưu huỳnh đây thì chắc chắn rồi cái phần âm đây nó chui ở cái phần gốc axit phải là s 4 hai trừ là điều chắc chắn rồi người ta cho toàn bộ cái lượng dung dịch y này toàn bộ cái lượng dung dịch y này tác dụng với cái gì tác dụng bah lần cho tác dụng với bah lần để bài miêu tả rất là khéo đó là gì người ta sẽ không có oxy không có oxy để đảm bảo ra một điều là không có chuyện là sắt hai sắt hai cái anh hydroxit sắt hai FeOH lần bị đẩy lên sắt 3 Đấy, rất khéo nó như vậy và người ta cũng không cho BaOH lần dư để dư thì nó sẽ làm cho cái kết tủa của kẽm này nó bị tan ra mất đấy nên người ta cho BaOH lần và người ta khống chế để cho cái lượng kết tủa lớn nhất để nhận tức là ZnOH là hai lần tạo ra kết tủa lớn nhất rồi không bị tan một tí nào cả đấy, rất là khéo anh này sẽ tạo ra đây là phần kết tủa này phần kết tủa à, kết tủa thì gồm có ai kết tủa đây thì gồm có Ba kết hợp S4 đây thì chắc chắn là sẽ có người anh em đây là ba 4 này tiếp theo này tất cả mấy cái anh kia phần canxi kim loại này sắt này sắt hai sắt ba này mg hai zn hai này sẽ kết hợp với oh trừ để tạo ra kết tủa đấy thế vậy toàn bộ dung y này tác dụng ph lần thì tất cả tạo hết kết tủa hết đấy. tạo toàn bộ là kết tủa nhé không còn ngoài ra không còn chất nào nữa chỉ tạo kết tủa thôi đó bởi vì ba cái đầu e bốn tạo kết tủa nhé còn à, các ion này kết hợp oh trừ thì đều tạo kết tủa hết thế nên do đó thì chỗ này sẽ là à, thầy sẽ coi như là phần này là phần kim loại đúng không đây sẽ gồm có phần sắt này phần đồng này đúng không phần magie này và phần kẽm này đấy, tuy là ca ông thì thôi cứ xin phép là không viết ca ông nữa nhé và đây sẽ là phần oh trừ oh trừ và tổng khối lượng kết tủa đây là bài cho là 22,29 g đó anh này thì đầu bài cho là 5,52 này anh này có khối lượng là 5,52 g 52 g được chưa à, đây là toàn bộ tự kiện đầu bài người ta cho là xong rồi và đầu bài yêu cầu là tính khối lượng của muối đây anh này khối lượng là bao nhiêu vậy thì chỗ này thầy sẽ gọi anh này là m kim loại nhé Thầy xin phép ghi ở đây Đó là ghi đây này là m kim loại này Kim loại Anh uh, tiếp theo này Anh H24 đây thầy gọi là ẩn A mon này Còn s bốn đây thầy gọi là ẩn X mon này Được chưa Rồi bắt đầu chúng ta sẽ ra giải bài tập này như sau à, Ta có này Đầu tiên này thầy sẽ gọi này Thầy gọi nhé cho các bạn dễ nhìn Gọi này Số mon của H2S4 này Số mon của H2S4 Được chưa Là bằng amon amon A, mon. A mon. À, tiếp theo đó là số mol của SO42- số mol của SO42- ở trong cái dung dịch y, trong dung dịch y thì gọi là x mol, x mol. Thế vậy thì ta sẽ có như sau. Ta có này, ta có điều đầu tiên mà chúng ta có ở đây đó là gì? Đó là chúng ta sẽ bảo toàn lưu huỳnh, bảo toàn lưu huỳnh. Thì uh, mình sẽ có lưu huỳnh ở trong uh, lưu huỳnh, lưu huỳnh ở trong cái hỗn hợp x ấy. nó sẽ bằng lưu huỳnh ở đây cộng lưu huỳnh ở đây trừ đi uh, H2S bốn đây thì sẽ là 0,25. 0.25 em cộng với x và trừ đi trừ đi an a đây. Ok. Đấy à, và mình có thể tự tin điền đây là 0.25 này, 0.25 x trừ a đây chính là số mol của anh lưu huỳnh. À ổn chưa nhỉ? Rồi rồi, ok, lập hệ luôn nhỉ? Yeah. Chúng ta sẽ có này. Và hãy nhớ rằng nhé, anh này là BA, à, đây là anh SO4 này đúng không? Thì à uh, anh này S4 trừ ở trong uh, anh uh, dung dịch y này là bằng x. Anh này bằng x này thì dẫn tới anh BA S4 đây cũng sẽ là ẩn x. Được chưa? Mà BA đây là ẩn x này thì dẫn đến BAH lần đây cũng là ẩn x và OH trừ đây, nhìn này, OH trừ đây. Đấy, đây hai OH trừ thì đây sẽ là 2x. Còn đây là M kim loại này, M kim loại đây này, ký hiệu là M kim loại thì đây. đây thầy cũng ký hiệu là M kim loại nhé. Và chúng ta sẽ có hệ này. Thì mình nhận thấy rằng trong bài tập này có tất cả ba ẩn này. Ở thứ nhất là M kim loại này, ẩn thứ hai là ẩn x này và ẩn thứ ba là ẩn ẩn a. Như vậy thì phải có ba phương trình thì chúng ta mới giải được. Thì đầu tiên là liên quan đến số 5,52 đây thì thầy sẽ có m kim loại này, ta sẽ có này, m kim loại. Mà kim loại cộng với m của đâu m của lưu huỳnh 32 nhân với 0,25 không cộng x trừ a cộng x trừ a đó thì bằng 5,52 5,52 đây là phương trình thứ nhất phương trình thứ hai đó là phương trình liên quan đến liên quan đến mà bảo toàn khối lượng nhỉ yeah. anh ở đây có hai hidro này đây có h2 này đây là h2 thì bảo toàn hidro mình thấy rằng à, anh nước đây chắc chắn rồi sẽ có số mol là a mol như vậy ta có phương trình khối lượng như sau anh này sẽ là 5,52 5,52 em cộng với khối lượng của H24 đây là 98A thì sẽ bằng khối lượng của SO2 đây là 0,25 0,25 em nhân với 64 cộng với khối lượng của anh nước đây là 18A à, cộng với khối lượng của anh muối này khối lượng của muối này thì sẽ bằng kết tủa trừ đi thằng này đấy nhé toàn bộ sản phẩm ở đây là toàn bộ sản phẩm ở đó trừ đi BA OH thì sẽ ta được khối lượng của thằng muối đây Ok, thế giờ mình sẽ có này cộng với 22,29 Em trừ đi anh này là 171x là xong. Tiếp tục này, phương trình cuối cùng liên quan số 22 với 9 đây. Thì BA là 4 đây là 200. Đây mình sẽ có m kim loại đây sẽ là m kim loại, m kim loại. M kim loại này. Cộng với anh bao nhiêu đây? Cộng với anh này là 233. 233 nhân x, x cộng với khối lượng của uh, OH sẽ là 17 nhân với 2x. Đó, tất cả các số này cộng lại với nhau thì bằng 22,29, 22,29. Từ đó mình sẽ dễ dàng bấm ra được ở đây đó là m kim loại bằng bao nhiêu? Mà kim loại này ẩn tiếp theo là ẩn x này và cuối cùng là ẩn a sẽ bằng. Ba phương trình ba ẩn. Đây là m kim loại là 1 này, anh kia sẽ là 32 này, trừ đi 32 này. Bây giờ là bằng 5,52 à, trừ đi 0,25 nhân 32. Phương trình thứ hai đó là chuyển 171 sang bên này thì là 171 này. Anh này 98 trừ đi 18 thì còn 80 này. Ok, bấm lại. Anh này 0 này, m kim loại 0 Mà 1,71 này, 80 này. Anh này sẽ là 22,9 22, 22,29 này cộng với 0,25, 0,25 x 64 trừ đi 5,52, 5,52. Đó, tiếp này, ở đây sẽ là mở kim loại là 1 này. Anh này sẽ là 233, 233 cộng 17 x 2 này. Khuyết này, anh này sẽ là 22,29 3,6 mình sẽ ra được mở kim loại đây là 3,6 g. 3,6 g cả nhà nhé. Anh x đây và anh ấn x đây là 0,07 mol, 0,07 mol. Và số mol của axit H4 đây là bằng 0,26 mol, 0, mươi 6 mol. Và đề bài yêu cầu tính cái gì ạ? Đề bài yêu cầu tính khối lượng muối đây. Thế vậy ta có này, ta có đây, đó là m của muối. m của muối sẽ bằng m kim loại, m kim loại là bao nhiêu? Đấy hoặc là bạn lấy cái anh này trừ đi thằng này là ta được toàn bộ m muối nhưng thôi, tính lịch sự đi. Đây là m của kim loại nhé. M kim loại là 3,6 cộng với S4 đây là 0,07 nhân với 96 và kết quả sẽ bằng 3,6 này cộng với 0,07 nhân 96. Kết quả sẽ bằng là 10,32 em nhé Và kết quả đây là 10,32 g Và đáp án chúng ta cần khoanh Đó là đáp án D nhé 10,32 các bạn ạ 10,32